Ngày 15 tháng 11, Viện Kiểm sát Nhân dân thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Lê Duy Lâm, 23 tuổi, ngụ phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa, về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm. Kết quả điều tra ban đầu xác định, chiều ngày 9 tháng 7, Công an thị xã Đông Hòa phối hợp với Công an phường Hòa Hiệp Bắc tiến hành điều tra trên đường, phát hiện Lê Duy Lâm chạy xe máy trên quốc lộ 29 có dấu hiệu nghi vấn nên ra tín hiệu dừng xe, kiểm tra. Lúc này, Lâm chở theo cha ruột phía sau, ôm theo bình thủy tinh ngâm một cá thể rắn hổ chúa, mang đi bán cho một người có tên tài khoản Facebook là Bảo Nam, chưa rõ lai lịch. Tại cơ quan công an, Lê Duy Lâm không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của động vật trên. Khám nơi ở của Lâm, cảnh sát thu giữ thêm 12 chiếc răng của loài sơn dương, 290 gram vảy tê giác Java, 23 móng gấu nâu cùng nhiều hộp xương sọ, có sừng của loài động vật hoang dã khác. Việt Nam là một trong 10 quốc gia có số người nhiễm viêm gan B và C cao nhất trên thế giới. Thông tin trên được đưa ra tại hội thảo quốc tế chia sẻ kết quả ban đầu triển khai mô hình chăm sóc và điều trị tiêm gan virus tại tuyến cơ sở diễn ra mới đây tại Hà Nội. Theo Bộ Y tế, Việt Nam là một trong 10 quốc gia có số người nhiễm viêm gan B và C cao nhất trên thế giới, với khoảng 6,5 triệu người nhiễm viêm gan B và 900.000 người nhiễm viêm gan C. Đây là nguyên nhân dẫn đến khoảng 80.000 trường hợp xơ gan và ung thư biểu mô tế bào gan và khoảng 40.000 trường hợp tử vong hàng năm. Bệnh viêm gan virus B có thể phòng ngừa được nếu sử dụng vaccine sớm và đúng quy định. Với viêm gan virus C, tuy chưa có vaccine phòng bệnh, nhưng với các phác đồ điều trị hiện có, viêm gan C có thể được chữa khỏi hoàn toàn. Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết, thời gian qua, Bộ Y tế đã phối hợp với các bộ ngành địa phương, các tổ chức quốc tế xây dựng triển khai nhiều chính sách quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống viêm gan virus tại Việt Nam, giảm lây truyền virus viêm gan, giảm tỷ lệ mắc và tử vong do viêm gan virus, tiến tới loại trừ để viêm gan virus không còn là mối đe dọa đối với sức khỏe cộng đồng. Tuy nhiên, công tác phòng chống viêm gan B, C tại Việt Nam vẫn còn nhiều thách thức, hạn chế như sự quan tâm phối hợp đồng bộ của các cấp, các ngành, địa phương chưa tương xứng với gánh nặng bệnh tật, hạn chế về nguồn lực triển khai, kết nối điều trị sau sàng lọc, tiếp cận điều trị. Theo Bộ Y tế, lương cơ sở tăng từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng từ ngày 1 tháng 7, nên các cơ sở khám chữa bệnh đang điều chỉnh giá khám chữa bệnh theo mức này. Từ nay đến 31 tháng 12 năm 2024, các cơ sở y tế phải triển khai phê duyệt giá khám bệnh, chữa bệnh theo đúng thẩm quyền quy định của Luật Khám bệnh, Chữa bệnh, Luật sửa đổi quy định giá toàn bộ dịch vụ khám, chữa bệnh, bao gồm nhiều loại chi phí khác nhau, cộng lại. Bộ Y tế đánh giá mức điều chỉnh này không ảnh hưởng nhiều đến người dân. Người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, nhóm chính sách xã hội được bảo hiểm y tế thanh toán 100% nên không bị tác động. Theo Bộ Y tế, giá dịch vụ khám chữa bệnh gồm chi phí nhân công, chi phí trực tiếp gồm thuốc, hóa chất, máu, chế phẩm máu, nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, nhiên liệu, năng lượng sử dụng khám chữa bệnh, khấu hao thiết bị cũng được tính vào giá dịch vụ khám chữa bệnh, chi phí quản lý như là duy tu, bảo dưỡng, bảo vệ môi trường, kiểm soát nhiễm khuẩn, đào tạo, nghiên cứu khoa học. Bộ Y tế đã phê duyệt giá cho 5 bệnh viện hạng đặc biệt và 10 bệnh viện hạng 1. Các địa phương đang khẩn trương thực hiện phê duyệt giá theo mức lương 2,34 triệu đồng cho cơ sở y tế trên địa bàn không cao hơn mức giá cao nhất của dịch vụ tương ứng do Bộ Y tế quy định. Cấp có thẩm quyền phê duyệt giá ngày nào thì đơn vị được thực hiện thu theo mức giá mới từ ngày đó. Bộ Y tế đánh giá mức điều chỉnh này không ảnh hưởng nhiều đến người dân. Người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, nhóm chính sách xã hội được bảo hiểm y tế thanh toán 100% nên không bị tác động. Nhóm có thể bảo hiểm y tế phải đồng chi trả ở mức 20% hoặc 5% thì phần đồng chi trả tăng thêm không nhiều. Ngoài ra, nhóm này đủ khả năng chi trả vì thu nhập của họ cũng được tăng theo tiền lương cơ sở. Nhóm chưa có thẻ bảo hiểm y tế chỉ bị ảnh hưởng đến phần thanh toán theo giá dịch vụ khám chữa bệnh. Như chúng tôi đã thông tin trong các bản tin, hiện không chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh mà các tỉnh miền Bắc cũng đang ghi nhận có sự gia tăng trẻ nhiễm sởi dưới 9 tháng, nghĩa là chưa đến tuổi tiêm phòng. Có những trẻ mới 2 đến 3 tháng tuổi đã mắc sởi. Việc thu dung điều trị bệnh nhân nhiễm sởi đã là hoạt động thường quy ở các bệnh viện, nhưng do đặc điểm dịch tễ, sởi có nguy cơ gây nhiều biến chứng. Đặc biệt trẻ nhỏ dưới 6 tháng tuổi phải được theo dõi rất sát sao, đề phòng các biến chứng. Cuộc trò chuyện của chúng tôi với tiến sĩ bác sĩ Đỗ Thiện Hải, phó giám đốc trung tâm bệnh nhiệt đới Bệnh viện Nhi Trung ương sẽ cung cấp cho quý vị nhiều thông tin hữu ích. Và đây sẽ là thông tin đáng chú ý cuối cùng của bản tin y tế trong ngày.
Thưa tiến sĩ Đỗ Thiện Hải, tiến sĩ có thể cho khán giả biết tình hình thu dung và điều trị bệnh nhân sởi ở trung tâm bệnh nhiệt đới của ông. Hiện nay có bao nhiêu ca đang nằm ở trong trung tâm của ông ạ? Từ đầu năm 2024 đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi đã điều trị cho khoảng độ hơn 90 bệnh nhân mắc sởi và đã phải nhập viện điều trị nội trú tại trung tâm bệnh nhiệt đới. Trong đó thì hầu hết các em bé là ở cái lứa tuổi dưới 1 tuổi và có một số khá lớn là các em bé chưa được tiêm phòng, trong đó bao gồm một số đối tượng chưa đến cái độ tuổi mà được tiêm phòng và một số thì đã qua cái độ tuổi tiêm phòng rồi nhưng mà vẫn chưa được tiêm phòng hoặc là chưa tiêm đầy đủ. Được biết là trong số những bệnh nhi đang nằm điều trị ở chỗ ông thì có khá là nhiều trẻ chưa được 9 tháng tuổi, tức nghĩa là chưa đến tuổi tiêm phòng sởi. Ông có thể chia sẻ thêm về điều này ạ? Sáng ngày hôm nay chúng tôi có 7 trường hợp mắc sởi đang nằm điều trị tại trung tâm bệnh nhiệt đới này. Trong đó thì có 3 trường hợp là đã qua cái tuổi tiêm chủng rồi nhưng mà các em bé vẫn chưa được tiêm chủng đầy đủ. Và cái số còn lại thì các em bé chưa đến cái lịch tiêm chủng, tức là dưới 1 tuổi và một số em bé thì dưới 6 tháng. Các em bé đang nằm điều trị ở đây thì cũng có những trường hợp nặng, bởi vì thực ra cái số ca mắc thì có thể nhiều hơn cái số 90 ca. Nhưng mà đối với các trường hợp điều trị sởi thì nếu như các em bé không có yếu tố nguy cơ nặng và chưa có các cái biến chứng thì chúng tôi sẽ cho về chăm sóc tại nhà để tránh các cái nguy cơ bội nhiễm thêm các cái vi khuẩn khác. Bởi vì cái bài học từ cái vụ dịch năm 2015 chúng ta thấy rằng là một cái tỷ lệ khá lớn các em bé có diễn biến nặng, thậm chí tử vong, đấy là do cái tình trạng mà bội nhiễm thêm các cái vi khuẩn khác khi mà làm điều trị hoặc là đến khám bệnh ở các cái cơ sở y tế đông người. Tiến sĩ có thể cho khán giả biết là trẻ mắc sởi khi mà chưa được 9 tháng tuổi, nghĩa là cái số tuổi còn quá là nhỏ như vậy, chỉ được vài tháng thôi, thì cái nguy cơ chuyển nặng nó sẽ nhiều hơn những trẻ khác như thế nào ạ? Đối với các trường hợp bệnh nhiễm trùng nói chung và với sởi nói riêng thì với các em bé trước 9 tháng thì cái hệ miễn dịch nó chưa hoạt động tốt, nó chưa hoàn thiện cho nên nguy cơ mắc sởi cũng cao và khi mắc sởi rồi thì lại có cái tình trạng suy giảm miễn dịch cho nên là cái nguy cơ nhiễm thêm các vi khuẩn khác mà chúng ta gọi là bội nhiễm ấy, thì chiếm tỷ lệ sẽ cao hơn và nguy cơ có các cái biến chứng như vậy thì sẽ làm cho cái tình trạng bệnh sẽ nặng hơn và thậm chí nặng hơn rất nhanh. Bộ Y tế thì đã cho phép Thành phố Hồ Chí Minh triển khai mũi sởi không? Bản thân ông thì ông có thể cho khán giả biết cái tầm quan trọng của mũi sởi không này đối với việc phòng dịch sởi trong cái thời điểm này như nào ạ? Chúng ta cũng đã nghiên cứu khá đầy đủ về cái việc mà tiêm sớm hơn. Thì nó liên quan đến cái vấn đề thứ nhất là có tạo được kháng thể hay không và kháng thể có ở mức độ bảo vệ hay không. Đấy là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là cái việc tạo được kháng thể đó nó sẽ tồn tại bao lâu? Bởi vì khi mà sử dụng vaccine sởi để mà tạo kháng thể để phòng bệnh thì cái việc đáp ứng tạo ra miễn dịch đó nó liên quan đến sự hoàn thiện của cái hệ thống miễn dịch của cơ thể. Và thông thường thì từ khoảng 9 đến 12 tháng trở lên thì cái hệ thống miễn dịch của các em bé mới hoàn thiện và mới có đáp ứng tốt để tạo ra được cái kháng thể và tồn tại lâu dài để bảo vệ cho các em bé khỏi mắc sởi. Đấy là cái lý do mà cái lịch tiêm sởi thông thường của chúng ta bắt đầu từ lúc 9 tháng hoặc là 12 tháng trở lên. Còn trong một số trường hợp đặc biệt, trong việc ví dụ như các trường hợp dịch bệnh chẳng hạn, thì chúng ta có thể cân nhắc cái việc là tiêm sớm hơn nếu mà cái số lượng các em bé mắc ở cái độ tuổi sớm hơn trước 9 tháng chiếm cái tỷ lệ cao. Và nếu như tiêm ở trong những trường hợp đấy thì có lẽ là chúng ta không nên tính cái mũi sởi đó là cái mũi sởi số 1 mà chúng ta tính là một cái mũi sởi tiêm bổ sung để chống dịch thôi. Trong các trường hợp mà dịch bệnh lan rộng ở nhiều tỉnh thành như thế này thì cái việc mà chúng ta giảm cái độ tuổi tiêm chủng cho các em bé mà chúng ta gọi đây là tiêm chống dịch cho cái lứa tuổi mà từ 6 tháng cho đến 9 tháng thì tôi nghĩ rằng đó là một cái chủ trương mà hết sức phù hợp và sẽ giải quyết sớm được cái tình trạng mà các cái mầm bệnh lan tràn ở trong cộng đồng là một. Và thứ hai nữa là giảm cái số em bé mắc ở cái độ tuổi mà từ 6 tháng đến 9 tháng tuổi.